Tiểu sử Chế Dũng, con trai Chế Linh nếu giàu thì chỉ có ba chữ anh em tôi không ai giàu. Chế Dũng sinh năm 1972, chưa từng tham gia cuộc thi âm nhạc nào, thỉnh thoảng đi hát vào một số sân khấu. Đam mê ca hát từ khi còn là sinh viên, năm 1996, anh theo ông Bầu Duy Ngọc ở tỉnh. Ngoài ca hát, Chế Dũng mưu sinh bằng nghề kinh doanh xe gắn máy. Anh chia sẻ, tôi tham gia cuộc thi với mong muốn có một kỷ niệm đẹp với dòng nhạc mà tớ yêu thích. Tôi có một người cha nổi tiếng và thừa hưởng giọng hát của ông nên tới luôn cố gắng giữ gìn chất giọng bằng cách không hút thuốc, uống bia rượu. Chế Dũng chia sẻ mỗi khi cha anh về Việt Nam đều gặp anh uống cà phê. Anh tiếc vì chưa có cơ hội được hát cùng cha trên sân khấu. Anh từng lập gia đình và có hai con nhưng đổ vỡ, hiện sống một mình. Chế Dũng là một trong 30 gương mặt góp mặt vào vòng bán kết cuộc thi Solo cùng Bolero năm 2018 nhưng anh không được vào sâu vòng bên trong. Chế Linh là một trong những nghệ sĩ nhiều vợ và con cái của làng nhạc Việt. Ông từng tiết lộ có 4 đời vợ và 14 đứa con. Chế Dũng, Chế Kha hoang mang khi hay tin anh trai Chế Phi bị đánh hội đồng hôm 3 tháng 8. Cả hai cũng tiết lộ về cuộc sống và mối quan hệ với nam ca sĩ Chế Linh. Như Thanh Niên thông tin, hôm 3 tháng 8, lực lượng chức năng công an phường 12 Quy Bình Thạnh đã trích xuất hình ảnh từ camera an ninh chung cư Mỹ Đức B.21 Quy Bình Thạnh, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ ca sĩ Chế Phi, con trai danh ca Chế Linh bị đánh hội đồng, xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 3 tháng 8, nam ca sĩ Chế Phi khiển xe máy vào nhà giữ xe chung cư Mỹ Đức. Tại đây, nam ca sĩ xảy ra xô xát với một người đàn ông trong chung cư. Sau đó, người này gọi cho một vài người đến. Hai bên to tiếng với nhau và xảy ra mâu thuẫn. Dù Chế Phi đã bỏ đi nhưng vẫn bị nhóm người này đuổi đánh, dùng cả gạch đá. Hiện tại, vụ việc đang được tiến hành làm rõ. Chế Linh có 21 người con, 7 ở hải ngoại và 14 đang sinh sống, làm việc ở Việt Nam. Trong số các con, chỉ có Chế Phi, Chế Kha, Chế Dũng, Chế Phong theo nghiệp ca hát. Chia sẻ với Thanh Niên, Chế Dũng cho biết anh vô cùng bất ngờ khi xem clip Chế Phi bị đánh. Từ sau dịch, nam ca sĩ cho biết ít gặp anh trai vì tình hình các sân khấu không được như trước. Cả hai chủ yếu hội ngộ khi đi diễn chung, ít khi liên lạc bằng điện thoại vì Chế Phi liên tục đổi số. Chế Dũng nói, xem qua clip thì tôi thấy đúng là Chế Phi, nhưng tôi không biết lý do vì sao ổng lại bị đánh. Anh em tôi cũng thường gặp nhau nhưng chủ yếu là khi đi show chung ở các phòng trà. Còn bình thường thì công việc ai người nấy làm. Chế Phi vừa là nhạc công vừa hát. Lâu rồi tôi không gặp Chế Phi. Nói về giàu có, khá giả thì chỉ có ba tôi thôi chứ anh em tôi không có ai giàu. Từng có thời gian làm việc với Chế Phi, ông Bầu Kim quản lý của nghệ sĩ Chế Linh cho biết nam ca sĩ rất đam mê ca hát, quyết tâm nối nghiệp cha. Tính đến nay, Chế Phi đã có hàng chục năm theo nghề. Vị này cho biết Chế Phi đã đi hát từ lâu, khoảng vài chục năm, trước cả Chế Phong. Hầu như ai trong nghề cũng biết anh ấy là con của Chế Linh. Trong đợt nghệ sĩ Chế Linh về Việt Nam, ông ấy cũng mời các con Chế Phi, Chế Kha, Chế Phong đồng ca trong bài Thoi Đời. Do sống ở hải ngoại nên nghệ sĩ Chế Linh chủ yếu liên lạc trực tuyến với con cái tại Việt Nam. Nói chung, bà tôi thương đều các con. Nhưng ông ấy ở hải ngoại, còn chúng tôi ở Việt Nam thì làm gì bây giờ? Giờ ba tôi cũng đâu biết chuyện gì xảy ra đâu. Thỉnh thoảng ba rảnh sẽ gọi cho các con, còn kẹt show thì thôi. Riêng tôi chủ động gọi cho ba, Chế Dũng nói. Tiết lộ về lý do nghệ sĩ Chế Linh không đưa các con sang Canada định cư, Chế Dũng cho biết việc bảo lãnh tốn rất nhiều chi phí và thời gian. Hơn hết, các con của nam ca sĩ hiện đã có gia đình và định hướng riêng tại Việt Nam. Chế Linh cũng từng tâm sự khi các con trưởng thành, mỗi người có tính cách và cuộc sống riêng. Không phải ai cũng nghe lời sắp đặt cha mẹ và không phải điều gì cha mẹ cũng có thể đáp ứng. Giọng cá thành phố Bùn Tùng chia sẻ dù các con chưa có những đỉnh cao trọng nghệ thuật nhưng cũng khiến ông rất tự hào. Chính ông cũng hiểu rằng khi các con theo nghiệp ca sĩ sẽ đối mặt vô vàn khó khăn bởi cái bóng của ông quá lớn, vượt qua được bóng của cha là điều không dễ dàng. Trong một chương trình âm nhạc, Diễm Quỳnh, bạn thân của ca sĩ Chế Phi tiết lộ anh từng trải qua giai đoạn ở ẩn, cắt liên hệ với mọi người. Nữ MC nói, tôi thân với ảnh hơn 10 năm, nhưng trong khoảng 2 năm hơn, tôi không thể liên lạc với ảnh, ngoại trừ đi thẳng đến.